cũng tuần trước trước nữa thì có nói về định nghĩa của nguyên hàm rồi. Nguyên hàm F lớn là nguyên hàm của F nhỏ. Khi F lớn đạo hàm bằng F nhỏ. Rồi sau đó thì có nói qua một vài công thức, một vài cái tính chất mà chúng ta nhớ. Là mình có gì nguyên hàm xong rồi đạo hàm sẽ quay về chính nó nè. Đó, rồi sau đó là hằng số k, rồi phép cộng trừ được phép tách ra, nhưng mà nhân chia là không được, nhân với chia là không được, tách riêng từng cái để làm. Và sau đó chúng ta sẽ có một số cái nguyên hàm ở mức cơ bản thôi để phân biệt giữa đạo hàm với nguyên hàm, thì kẻ cái bảng này ra luôn. Hôm trước là chúng ta mới có dừng lại ở gì, công thức số 1, công thức số 2 với công thức số 6 hả. Số 1, số 2 với số 6 đó là nguyên hàm của 1 thì thành x, và sau đó có mở rộng xíu là nguyên hàm của k là kx. Công thức số 2 là mũ thì mình sẽ cộng thêm một đơn vị. Ví dụ như x thì là nguyên hàm là x mũ 2 chia 2. Rồi sau đó mình có thêm nguyên hàm của 1 phần x. 1 phần x là log Neper trị tuyệt đối của x. Rồi thì có mở rộng thêm cho ax cộng b. Giả sử là mình sẽ có rất nhiều nguyên hàm của sin, của cos. Đó, mình có 10 cái công thức nguyên hàm cơ bản như thế này. Em cứ học thuộc đi. Xong dần dần bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đó, mình ôm lại một tí, ôm lại một tí để cho sợ không nhớ kỹ. Ví dụ như câu số 1. Ví dụ như câu 1, nguyên hàm của x bình phương là mình sẽ làm rất là nhanh thôi. Đó là đáp án nào nha? Nguyên hàm của x bình là x mũ, nâng mũ lên một đơn vị, x mũ 3 chia 3. Đó. Không nhớ công thức thì mình ghi lại nguyên hàm của x mũ n là x mũ n cộng 1 chia n cộng 1. Đó là câu ví dụ 1. Tiếp ví dụ 2. Ví dụ 2 ha. Ví dụ 2 thì mình cũng làm dần dần cho quen nè. Nhớ là nguyên hàm nha, nguyên hàm. Ghi lại là nguyên hàm của 5x mũ 4 trừ 6x bình phương cộng 1. Số 5 mình sẽ giữ nguyên nè. Số 5 giữ nguyên. X mũ 4 nguyên hàm sẽ cộng 1 thành x mũ 5 chia 5. X mũ 2 nguyên hàm là x mũ 3 chia 3. 1 nguyên hàm là x. Rồi sau đó mình thu gọn thôi. Thu gọn là sẽ có đáp án 5 năm triệt tiêu. 6 chia 3 còn 2. X mũ 5 câu B. Đó, làm lại để cho nhớ lại nè. Thì cũng hơn một tuần rồi mới quay lại. Rồi nguyên hàm của x bình là x mũ 3 chia 3. Mình chỉ có nguyên hàm của 1 phần x thôi. 1 phần x thì nguyên hàm là log Neper trị tuyệt đối của x. Vậy 2 phần x, 2 phần x thì mình thêm 2 lần. Còn bây giờ cái căn bậc 2 nè. Căn bậc 2 của x thì mình phải chuyển về mũ trước. Căn bậc 2 là mũ 1 phần 2. Căn bậc 2 là x mũ 1 phần 2. Sau đó mới dùng công thức là cộng 1 vào. 1 phần 2 cộng 1 là 3 phần 2 chia 3 phần 2. Rồi ha, bây giờ ráp lại. Đó là hai cái nền mà chúng ta phải thuộc. Một cái, hai cái. Rồi, nguyên hàm vào đây luôn.
X là x mũ 3 chia 3. Tức là x bình nhá, x mũ 3 chia 3. 1 phần x nguyên hàm là log neighbor trị tuyệt đối của x, nhưng mà nó là hai phần thì chúng ta thêm số 2 trước. Căn bậc 2 của x nguyên hàm nè. Đây nguyên hàm đây. X mũ 3 phần 2 chia 3 phần 2. Thu gọn một chút. Nghịch đảo cái số trước nha. 3 phần 2 nghịch đảo lại là 2 phần 3. 2 phần 3 mà nhân cho 3 thì nó mất số 3 đi, nó chỉ còn là trừ 2. Hai cái màu xanh này nè. 3 phần 2 nghịch đảo lại là 2 phần 3. 2 phần 3 mà nhân cho 3 thì nó sẽ triệt tiêu đi. Còn cái này mình sẽ chuyển lại về căn. Cái tử thì nhảy vào bên trong, còn cái mẫu là ra chỉ số của căn. Nên chỗ này sẽ là căn bậc 2 của x mũ 3. Cái mẫu là chỉ số của căn, cái tử là nhảy vào bên trong, nên nó sẽ là căn bậc 2 của x mũ 3. Nó làm xương xương lại cho nhớ. Ghi lại nha, không nghiên kỹ. Lên xe hôm nay vắng ai nhỉ? Diễm Quỳnh nói cho ta. Lại có vắng chỗ bằng trần. Số 2 là một số cái cho em thuộc thôi. Con này là đúng công thức nè. Nguyên hàm của f nhỏ là f lớn. Thì mấy cái này là dùng đúng công thức thôi. Nguyên hàm của f nhỏ là f lớn. Còn nguyên hàm của x là x bình phương chia 2. Và chúng ta sẽ có đáp án là cùng B. Nè. Ghi cho kỹ kỹ chút, nói chung là mình học cái này học trước nên mình sẽ làm chắc chắc đấy. Số 2 là giữ nguyên, là 2 giữ nguyên là nguyên hàm của x là x bình phương chia 2. Triệt tiêu đi. Ví dụ 5 là dùng tính chất để làm đó. Người ta có nguyên hàm của f là x bình, nguyên hàm của g là x bình chia 3. Vậy nguyên hàm của f trừ g là lấy hai cái kết quả đó trừ cho nhau thôi. Câu 3 em ghi thế này nè. Cho nó cho và rồi suy ra. Suy ra nguyên hàm của f trừ g. Nguyên hàm của f là x bình. Nguyên hàm của g là thế này. Trừ. Thì sẽ là 2 phần 3. C1 trừ C2 mình ký hiệu là một con số C.
Đây là mấy con số với nhau thôi. C1 trừ C2 sẽ là số và mình ký hiệu nó là C. Còn x bình trừ x bình chia 3 thì giống như là 1 trừ 1 phần 3 vậy đó. 1 trừ 1 phần 3 thì thành 2 phần 3. Người ta cho dấu cộng cũng được, nó không vấn đề gì hết. Nhưng mà nhân là không xong nha. Nhân với chia là không được à. Cộng trừ thì rất thoải mái. Còn nhân với chia thì sau này mình sẽ học về nguyên hàm từng phần là nguyên hàm đổi biến đó, mình tính sao. Giờ chờ để ghi bài. Xong chưa Bình Anh? Dạ rồi, thầy. Rồi bây giờ sẽ chen thêm nguyên hàm của lượng giác một chút. Thì cái này ghi công thức rồi để học bài thôi chứ gì trên. Chúng ta có nguyên hàm của 1 chia cho cos bình phương x là hành tan x. Học công thức. Bắt đầu có lượng giác xuất hiện rồi nha. Nguyên hàm của này là 3 giữ nguyên là x mũ 3 chia 3. Nguyên hàm của 1 chia cos bình là tan. Nguyên hàm của 1 chia sin bình là trừ cotan. Mấy này nhớ học công thức thôi chứ mất còn cách nào trên. Câu số 7 thì mình dùng công thức này. Nguyên hàm của 1 chia AX cộng B. Nhớ là AX cộng B là bậc 1 thôi nha. Chỉ dùng được cho bậc 1, không dùng bậc 2 nha. Đổi lại là 2X bình cái là không được đó nha. Chỉ đúng cho bậc 1 thôi. Thì mình sẽ có là log neighbor trị tuyệt đối của AX cộng B. Nhưng mà nhớ là nó có cái hệ số A đứng trước X thì mình sẽ thêm 1 phần A. Hệ số A đứng trước X. Vậy ví dụ 7 này là hệ số A là số 2 á. Ở đây nè. Nên đáp án của chúng ta là tương ứng với lại C luôn. Em ghi lại để học công thức. Thật sự mấy câu như thế này là rất cơ bản. Chủ đạo là để cho vừa làm vừa ứng dụng công thức, vừa làm vừa nhớ công thức. Thường đôi khi mình học công thức suông, mình học một lề một một lọt như vậy mình sẽ khó nhớ lắm. Cứ làm bài tập làm tới đâu là mình ghi công thức tới đó luôn, giống như là vừa dùng vừa có tính chất này kia luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái dạng khác nha. Đầu sang một cái dạng khác. Câu số 8. Trước giờ mình chỉ học tính nguyên hàm thôi. Đã rồi. Nhớ nha, hệ số A đứng trước x. Hệ số A đứng trước x.
và mật là bậc một luôn, còn cái mẫu là bậc hai, thì sau này mình sẽ có phương pháp để đưa về những cái bậc nhỏ hơn, bậc ba, bậc bốn gì đó cũng vậy. Ok, chúng ta sẽ xuống câu số 8. Câu số 8 nó sẽ lạ hơn. Bình thường là người ta yêu cầu mình tính nguyên hàm thôi, không có biết gì hết trơn. Còn bài này là có một cái dạng của nó luôn, tìm nguyên hàm, biết FA và tính FB. Đây là biết FA nè, biết F của một số, biết F của một số và yêu cầu tính một cái F khác. Em có thể ghi dạng cũng được, chia dạng nhiều quá thì mất công phải nhớ nhiều thứ, nhưng mà có bạn thì lại thích chia dạng, nó cũng tùy. Có bạn thì thích chia, có bạn thì không thích chia quá nhiều. Dạng fx nha, fx là nguyên hàm. Biết F lớn, tính một cái F khác. Mình chỉ cần hiểu cái mục tiêu của F F này thôi. Khi mà chúng ta tìm nguyên hàm là chúng ta sẽ có một cái hằng số C. Thì cái công dụng của cái này là để tìm C. Mình cần nhớ cái đó là được. Công dụng của cái F đó là để đi tìm C thôi. Tìm C. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng công thức nguyên hàm. Đây là nguyên hàm cái công thức hồi nãy vừa mới ghi á, giờ thầy sẽ ghi lại một lần nữa. Ghi nhiều lần để cho em học bài. Nguyên hàm của một phần AX cộng B sẽ là một phần a nhân log neighbor trị tuyệt đối của ax cộng b, sau đó cộng cho hằng số c. Này nó bị trùng cái mẹo này. Đó là công thức á, cứ mỗi lần mình làm là mình chịu ghi công thức lại đi để cho nó nhớ lâu, chứ mà mất công sau này quên, mỗi lần quên là phải nhớ nhầm. Đôi khi tụi em không phải là quên hết mà kiểu như nhớ nửa nửa, cái nhớ nửa nửa nó mới nguy. Ha, bây giờ áp dụng công thức nè. F lớn sẽ là nguyên hàm của 1 trừ x, xin lỗi, một phần x trừ một, một phần x trừ một, thì nguyên hàm của nó nè sẽ là log neighbor ax, ax ở đây chính là x trừ một, hệ số a ở đây là số 1 nên mình khỏi cần ghi gì đằng trước hết. Người cho f2 bằng 1 là để đi tìm c. Ta có f của 2. F của 2 nghĩa là chỗ nào là chữ x thì mình thấy là số 2 vậy thôi. Vậy là mình sẽ có là log neighbor 2 trừ 1 cộng cho c. Có là thế ở cái trái nè. Một ở trên hạ xuống. Mà log neighbor của 2 trừ 1 là log neighbor của 1. Log neighbor của 1 bằng 0. Vậy mình được C. Sau khi có C, C rồi mình sẽ suy ra được cái hàm. Hàm F của chúng ta sẽ là log neighbor trị tuyệt đối x trừ 1. Cái C này thay bằng cái mình vừa mới tìm á. Vậy cứ hiểu cho cái F đó, cho cái F đó để mục tiêu đi tìm C.
Nguyên hàm xong nghĩa là bước 1 là nguyên hàm. Bước 2 là sử dụng cái F đó để tìm C. Bước 3 là đưa ra hàm số. Rồi đề bài hỏi cái gì thì mình cứ tiếp cái đó thôi. Đề hỏi F lớn của 3 thì thay 3 vào đây. F lớn của 3 có nghĩa là log neighbor của 3 trừ 1 là 2. Vậy là gồm có bước đầu tiên nha. Bước đầu tiên là sử dụng công thức nguyên hàm. Bước thứ hai là sử dụng F lớn của A để tìm hệ số C. Sau đó kết luận hàm số và đề bài hỏi cái gì đó thì chúng ta cứ tiếp. Tí nữa xuống bài tập thì chúng ta sẽ làm cái này cũng khá khá. Sẽ có một vài bài tập về cái này. Được chưa? Qua nha. Ví dụ số 9. Ví dụ số 9 thì mình dùng công thức mở rộng thôi. Đây, dùng công thức này là mình sẽ có đáp án nè. Ghi lại công thức cho nha. Cứ mỗi lần mình làm là mình chịu khó ghi lại công thức. Có chịu khó thì mới nhớ nổi. Nhớ mà là nhớ lâu á, chứ không phải là nhớ thời điểm. Nhớ một thời điểm nó cũng không có tốt. Cái gì vậy, nó phải nhớ lâu với nhớ dài. Thêm một phần A vào. Với A là hệ số đứng trước chữ x. Cứ có đứng trước chữ x B nó vào. Rồi đó, với công thức mà thầy vừa mới ghi là các em đã có kết quả của ví dụ số 9. Ví dụ chính là đáp án nào vậy Thiên? Câu nào? Chắc chưa? Nhìn kỹ lại một lần nữa. Đúng rồi, cục B. À, sao là mình nhẩm nhẩm á, mình chưa quen mình nhẩm nó rất là nguy hiểm nên là mình cứ làm từ từ ra nè. A là đâu? A là số 2. 1 phần 2. Mũ sẽ tăng lên một đơn vị là 2020. Đó rồi, 2 nhân cho 2020 là 4040. Ok. Làm tới đâu ghi công thức lại tới đó. Đây là một cách để mình học bài luôn. Đừng có đọc, em đọc rồi thì em sẽ quên nè. Mà cái độ quên của mình não mình là thuộc thuộc cái kiểu mà không làm là quên. Chỉ có vấn đề là bao lâu để quên thôi. Tiếp đến ví dụ số 10. Kịp không?
Ví dụ số 10 cũng dùng cái công thức mà thầy vừa mới làm ở trên đó, đem xuống. Tại vì căn mình không có học nguyên hàm của căn nên là căn mình phải đưa về mũ. Có nghĩa là cái này phải đưa về là 4x trừ 2 tất cả mũ 1 phần 3. Rồi sau đó dùng cái công thức mà thầy vừa ghi ở trên đây. Căn là không có nguyên hàm nha. Căn là phải đưa về mũ rồi mũ mới dùng nguyên hàm. Cứ làm từ từ thôi. Câu này không ép em làm nhanh. Em cứ làm từ từ. Chuyển nó về mũ. Xong rồi sử dụng công thức mà thầy vừa mới ghi ở trên á. Làm từng bước đi. Làm xong mà so lại với đáp án coi coi cái của mình làm nó có khác gì với các phương án đó không, rồi điều chỉnh lại. Rồi, có thử thử có đáp án chưa? Cứ thử thử xem sao. Thấy mình là 10C. Thử nha, làm xem mình so sánh, vừa làm vừa so sánh. Cách học tốt nhất là làm và so sánh. Chứ chép thì nó không có gì hiệu quả hết trơn. Rồi thầy làm như sao? Mình đưa về mũ là 4x trừ 2 tất cả mũ 1 phần 3. Đầu tiên là hệ số A là số 4 nè. Vậy nó sẽ có 1 phần 4. 1 phần 4 trước đi là tính gì tính? Cái mũ cộng cho 1, 1 phần 3 mà cộng cho 1 là 4 phần 3. Bạn nào không quen thì lấy máy tính bấm 1 cộng 1 phần 3. Nhưng mà mấy cái đó mình nhẩm đi. 1 cộng 1 phần 3 nó quen lắm mà. 1 cộng 1 phần 3 là 4 phần 3. Mũ 4 phần 3 thì sẽ chia cho 4 phần 3. Rồi bắt đầu làm những bước nữa nè. Chia 4 phần 3 là nhân nghịch đảo 3 phần 4. Chia 4 phần 3 là nghịch đảo lại là 3 phần 4. Cái này chuyển về căn. Căn nè. Cái số 3 đang ở dưới mẫu thì là căn bậc 3. Cái số 4 ở trên tử là đưa vào trong. Thu gọn nè, 1 phần 4 với 3 phần 4 là 3 phần 16. Thấy 3 phần 16 là chỉ có câu C là đúng thôi đó. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó giống hệt luôn nè. Muốn làm cho nó giống hệt thì cái mũ 4 này chúng ta sẽ tách ra là mũ 3. Đó, thì sau đó cái mũ 3 này nè, cái căn bậc 3 với cái mũ 3 này nó sẽ trở thành nè, nó mất cái căn. Còn cái 4x trừ 2 đằng sau thì nó vẫn còn nằm trong căn bậc 3.
học mấy cái này đi nha, chứ mà không học là sau này em lên đại học là hơi phiền luôn á. Lên đại học là sẽ còn học tiếp mấy cái nguyên hàm, mấy cái đạo hàm nữa. Có một bộ phận học sinh khi học đến cái chương này không không chịu học công thức, có nghĩa là kêu học công thức không chịu học mà chỉ dùng máy tính thôi. Dùng máy tính thì làm được một số cái, nhưng mà sau này lên đại học là chết đứng ở đại học. Đại học là chết đứng luôn nha. Chúng ta cũng phải tính được sau này chúng ta còn học đại học tiếp, sẽ còn học toán cao cấp nữa. Trừ khi em học những cái ngành nào mà không liên quan tới kinh tế, không liên quan tới kỹ thuật, học báo chí, học ngôn ngữ gì đó thì chắc là không có đụng tới. Nhưng mà nếu mà em vẫn còn học về ngân hàng, kế toán nè, quản trị kinh doanh nè, kỹ thuật là tất cả những cái thứ gì mà liên quan tới điện rồi công nghệ thông tin rồi lâm hết là đều có dính mấy cái toán này hết. Nên mình cố gắng mình học này, phải học công thức đó. Kịp cái chỗ này ra đáp án C chưa? Thầy nói lại cho thầy sao cái 4x trừ 2 ra ngoài. Đây, ví dụ thầy tách ra nè, thêm bước nữa nha, thêm bước nữa qua đây ha, 3 phần 16 này. Thầy tách căn bậc 3 này ra, căn bậc 3 cái màu xanh này nó không có được nổi, đổi màu xíu. Kịp chưa? À, thấy căn bậc 3 thì mũ 3 nó tự động nó sẽ mất cái căn thôi. Đó, cứ mạnh dạn hỏi vậy, hỏi máy. Tại vì cái thật sự là giữa căn với mũ mình ít là mình không để ý được đâu. Sau đó sang 11, 11 là lại học tiếp tục công thức nữa nè. Cái gì cũng vậy, em khi mà mình học vào một cái chương mới thì phiền nhất là công thức. Lúc đầu mình sẽ thấy nó sao nó quá trời công thức vậy, thì cứ làm đi, từ từ nó sẽ hết. Chỉ có làm thì từ từ nó mới hết. Chứ mà mình thấy nhiều mà mình nản mình không làm là mãi mãi nó không hết. Thì mình có nguyên hàm của sin. Nguyên hàm của sin công thức nè. Ở đây thì ghi là sin AX cộng B luôn nha. Nguyên hàm của sin là trừ cos. Ở đây học là nhiều học sinh rất là dễ nhầm lẫn. Đạo hàm của sin là hành cộng cos, nhưng mà nguyên hàm của sin là trừ cos. Nhớ nha, nguyên hàm của sin là hành trừ cos. Hồi nãy mình cũng có một cái nguyên hàm mà dính dính tới sin nữa là nguyên hàm của 1 chia sin bình AX cộng B. Thì nó lại là trừ 1 chia cho cotan. Vậy sau này mình cứ nhớ mà cái gì mà nguyên hàm mà dính tới sin đó là kết quả nó sẽ có dấu trừ. Mình học vậy để cho mình đừng có nhầm lẫn. Nguyên hàm của sin AX cộng B là trừ 1 phần A cos AX cộng B. Nguyên hàm của 1 chia sin bình phương AX cộng B cũng tiếp tục có dấu trừ. Học đạo hàm xong rồi học nguyên hàm mà rất rất dễ sai dấu. Mà muốn không sai dấu mà chỉ có nước là làm bài, làm riết nhớ.
Vậy câu này là ngay ngay kết quả dựa vào công thức đó là mình đã chọn được nè, A nè. Thấy không? A là cái số đứng trước x, vậy kết quả của chúng ta sẽ là câu C. Làm tới đâu là cung cấp công thức tới đó nha, có nghĩa là lại cứ mỗi lần làm là mỗi lần phát sinh công thức á, nó cũng sắp hết rồi, nó tới nguyên hàm của nãy giờ là thêm vài cái lượng giác á, giờ bắt đầu dính tới mũ nè, bắt đầu dính tới mũ. Nguyên hàm của e mũ ax cộng b, công thức nha, nhớ là ax cộng b chỉ là bậc một thôi á, cứ thêm một phần a lần trước thôi. Nguyên hàm của e mũ ax cộng b là một phần a nhân e mũ ax cộng b, còn nguyên hàm của x bình thì quen rồi, x mũ 3 chia 3, với công thức vừa mới ghi là chúng ta sẽ có được đáp án thôi, nhưng mà cứ ghi lại. Đó là cứ muốn muốn học bài được là phải ghi, cũng như mình học từ vựng nghe, học từ vựng anh văn mình cứ phải ghi ra thôi, chứ không thể nào mà đọc được đâu. Em đọc rồi bữa cũng quên nè, cái ấn tượng ghi nó sẽ làm cho mình nhớ lâu hơn, ấn tượng đọc không bao giờ bằng cái ấn tượng ghi hết nên người ta mới nói là ghi nhớ chứ không bao giờ nói là đọc nhớ nghe nhớ, không bao giờ có chuyện đó, nhớ một xíu là quên rồi. Nên chỉ có cái ghi nhớ nó mới lâu được. Đó, ghi công thức nè, ghi công thức tổng xong là một bài ví dụ. Tiếp bây giờ không còn là e nữa mà giờ là a. Công thức nè, a mũ, bây giờ thầy không ghi là chữ a nữa, thầy ghi là m nha, m n mx cộng n để cho né cái chữ chữ a ra, mx thì bây giờ hệ số đứng trước chữ m, xin lỗi, hệ số đứng trước chữ x là m nên sẽ là một phần m nha. Sự khi mà em học đạo hàm nó hơi ngược ngược lại. Đạo hàm của hàm mũ mình đang học là a mũ x, đạo hàm là a mũ x nhân log neighbor của a. Nhưng mà sang nguyên hàm nó sẽ thành chia. Em cứ thấy là nguyên hàm nó gần như là ngược lại hết của đạo hàm vậy á. Cứ đạo hàm là mình phải nhân cho u phẩy. Nhưng mà nguyên hàm là cứ toàn là một chia a thôi, một chia a, một chia a không. Nên nó cũng có cái gì đó nó thành quy luật cho mình. Bài này là thầy ghi chữ M nha, chứ thầy không ghi chữ A, tại vì né cái chữ A mà công trùng nha. Rồi em quan sát thử một xíu đi, em nhìn coi câu 13 đáp án là cái gì. Quan sát kỹ nha. Đừng vội vàng. Quan sát tầm 1 phút hoặc 30 giây gì đó rồi cho thầy đáp án như thế. Quan sát không được thì ghi, thường là phải.
cho xíu nữa coi các bạn là có đáp án không. Nhìn kỹ tí, nhìn kỹ biến đổi một chút. Quỳnh Anh hay Quỳnh Anh là đáp án nào Quỳnh Anh? Dạ, em nghĩ là câu Đúng rồi, câu D chính xác. Công thức nè, đúng công thức. Là một phần xem cái hệ số nè, có số 2 là 1/2. Cái mũ y chang như vậy. Lốc nơi be của A, A ở đây là số 3. Sau đó cái số 2 này nè, số 2 với lại lốc nơi be của 3 biến đổi một chút bằng cách đẩy cái số 2 này nhảy vào bên trong mũ. Số 2 này đẩy vào trong thì sẽ là lốc nơi be của 3 bình phương, 3 bình phương là 9. Số 2 á, 2 muốn đưa vào loga thì phải nhảy lên mũ. Còn 14 thì từ từ 14 sau này mình học cái đổi biến thì mình sẽ làm nó sẽ tốt hơn. Mấy câu này thì từ từ nhé, hơi vận dụng một xíu. Để khi nào mà quen công thức cơ bản cái là mình sẽ làm. Tiếp theo hôm trước này cũng có cho rồi á, nhưng mà giờ đánh máy lại cho nó bài bản. Còn hôm trước là chế đại. Còn bây giờ nè, dạng 2 tách nguyên hàm của tổng, xin lỗi, dạng tích thành tổng. Có nghĩa là một số bài mà có tổng, tổng tích nó xen kẽ tùm lum hết và có lượng giác vào nữa. Chúng ta làm ghi ví dụ 18, ghi trước đi. Ghi xong là em thử công việc của em là gì, là nhân phân phối. Xong lấy nguyên hàm là có đáp án này. Tự làm 18, 19 nha. Tự làm trong 3 phút. Đến 7:22 thì sẽ xịt. Em chỉ có thực hiện một cái việc rất là nhẹ thôi, đừng có lấy nguyên hàm từng cái nhân cho nhau là được. Đừng lấy nguyên hàm từng cái nhân nhau mà phải là nhân phân phối cho nó đưa về dấu cộng rồi sau đó mới nguyên hàm.
A18, B19A, 18B. Cũng lẽ là em ơi. Nhân phân phối à, là 2x cộng 6x14. Nguyên hàm của x là x bình chia 2. Nguyên hàm của x mũ 4 là x mũ 5 chia 5. Rút nhân tử chung. Nhìn vào đây là chưa có đáp án liền thì mình rút nhân tử chung là rút x bình phương. B đúng rồi. Sang ví dụ số 19 là nhân phân phối. Phân phối trước x bình cộng x là x bình 3x 2 x mũ 3 chia 3 x mũ 2 chia 2 2x. Rồi số 19. Mười chín cũng làm tí, các em cũng tự làm xíu thôi, nó cũng không có gì đâu phức tạp. Ở đây dùng công thức nguyên hàm e mũ x, nguyên hàm e mũ x thành e mũ x nhé. Nguyên hàm của e mũ x là chính nó. E mũ x là cái hàm đặc biệt, nguyên hàm hay đạo hàm gì cũng quay về chính nó. Cứ luôn luôn nhớ thầy để một cái tích là không có làm được nha, một cái tích với một cái thương là không có làm được, là mình phải cho nó thành cộng trừ hết. Vậy là mình phải ngay lập tức nhân phân phối, nhân phân phối vào, để như vậy là phải nhân phân phối nè, e mũ x nhân phân phối xong rồi thu gọn. E mũ x nhân cho e mũ trừ x thì nó thành e mũ 0, x trừ x thì thành 0, mà e mũ 0 là 1. Rồi nguyên hàm của e mũ x là e mũ x, nguyên hàm của 1 là x. Kịp chưa? Kịp này không thương. Đến cái tiết mục sau đây là cái tiết mục nguyên hàm của lượng giác. Thầy ơi, Cứ nói nè. bạn Nhi kêu tôi giảng lại thầy, nên bạn Nhi bị lát. Còn 20 phải không? Dạ đúng rồi. Câu 20 là thầy nhân phân phối. Em mũ x nhân 1, rồi em mũ x nhân em mũ trừ x, nhân phân phối nè. Đó, em mũ x nhân 1 là thành em mũ x. Em mũ x nhân em mũ trừ x. Mà em mũ x nhân em mũ trừ x
là hành e mũ 0. E mũ 0 vì x trừ x bằng 0. Chỗ này sẽ hành e mũ 0, mà e mũ 0 thì ra 1. E mũ 0 thì ra 1. Rồi nguyên hàm e mũ x nguyên hàm thành chính nó. Còn 1 nguyên hàm thành x. Kịp chưa ha? Rồi bây giờ chuyển sang một cái mà bao nhiêu học sinh đã gục ngã, đó là lượng giác. Gục ngã là vì không thuộc công thức. Và cái vấn đề to đùng của cái lượng giác là một mớ công thức năm lớp 10, năm lớp 11 mình đã không nhớ. Mà ở đây chủ đạo chúng ta sẽ dùng công thức từ tích sang tổng và công thức hạ bậc thôi. Tích sang tổng với hạ bậc. Tại vì chúng ta chỉ có làm với phép cộng thôi, phép nhân là không được, nguyên hàm của nhân là không làm được. Có một năm để cho để minh họa cho một câu lượng giác như thế này là bao nhiêu học sinh mà từ bỏ liền. Từ bỏ là lý do vì sao? Vì không nhớ nổi công thức, không học công thức. Chứ không có gì trơn, chứ bản thân nó không khó. Nội tại nó không có khó, chỉ có là học sinh buông bút vì công thức. Ở đây có công thức ta gọi là từ tích sang tổng. Đây là công thức biến đổi nha. Công thức biến đổi. Cos A nhân cos B là 1 phần 2. 1 phần 2 cos tổng cộng cos hiệu. Đây là công thức biến đổi. Biến đổi này nó giúp mình đưa từ một cái tích về một cái tổng. Bài này có hai thứ em cần phải học. Đó. Một là công thức từ tổng đưa xin lỗi từ tích đưa về tổng. Công thức số 2 em còn phải học nữa là nguyên hàm của cos. Nguyên hàm của cos sẽ là sin. Nhưng mà sẽ có thêm 1 phần a. Rồi, với nhiêu đây là đủ để mình làm. Và chắc chắn sẽ còn về gì nữa. Ở đây mới chỉ là cos nhân cos thôi, mình sẽ còn gì? Sin nhân cos rồi sin nhân sin. Cái này khi mà đến cái chủ đề về cái nguyên hàm của lượng giác nó sẽ bổ sung lại công thức cho em một lần nữa. Này mới chỉ có nhá một xíu thôi à. Chứ còn cái bộ nguyên hàm của lượng giác với lại cái bộ công thức của lượng giác khá là nhiều. Là nó rồi hơn thua nhau ở những chỗ này thôi nè. Mình có kiên trì hay không là ở những chỗ này thôi. Nếu mà nó quá khó, mình làm sai thì mình không có gì phải tiếc. Nhưng mà nếu mà cái này mình vẫn còn làm được, mình vẫn còn cố gắng được, nhưng mà mình không chịu học, mình để mất một vài điểm ở những câu như thế này, sau này mình sẽ rất là tiếc. Có nghĩa là mình vẫn còn cố gắng được, còn ráng được nhưng mà không ráng. Mỗi lần mà dạy trên lớp, nó dạy trên lớp mà tới nguyên hàm của lượng giác nản lắm nên. Nhất là dạy những học sinh mà không chịu học công thức nó rất là nản, vì ngoài cách học công thức không còn cách nào khác nữa mà nó không chịu học là mệt. Dạy mà thấy là mệt luôn. À, dùng vào đây ha. Biến đổi trước nhé. Cos nhân cos là 1 phần 2. 1 phần 2 mở ngoặc ra. Cos của tổng, tổng là cộng lại 6x. Cos tổng
cộng cos hiệu hiệu 5 trừ 1 là 4x. Đó. Đầu tiên là xử lý từ tích về tổng. 1 phần 2 giữ nguyên, 1 phần 2 là số, số mà nhân cho cái gì đó thì cứ giữ nguyên đó. Rồi nguyên hàm của cos dùng công thức bên đây. 1 phần 6. Này là 1 phần 4. Rồi đáp án. Nhìn vậy thôi nhưng mà sẽ có bao nhiêu học sinh đắm đuối luôn á. Thầy ơi, Cứ nói nè. cái công thức số 1 của thầy, cái có ở đằng sau là hiệu mà thầy là ghi đâu dấu cộng luôn nhỉ? Đọc là hiệu nhưng mà ghi cộng. Cái miệng thì đọc là hiệu mà cái tay ghi là cộng. Sao là có tổng cộng có hiệu nha. Nói khi em thấy mà thầy ghi gì là lạ cứ nói. Đôi khi mình sai trong những cái vô thức như vậy khó phát hiện lắm này, thiệt sự là rất khó phát hiện. Nên khi soạn soạn đề cũng vậy, có những cái lúc mà mình nhìn đi nhìn lại 5 lần mình vẫn thấy cái đề đó nó ok rồi, nhưng mà khi cho làm cái đã thấy lòi ra sai chính tả miếng, sai dấu miếng. Bởi vì sau này em cũng em dò bài lại, đôi khi mình dò mình sẽ dò nát luôn rồi mà vẫn không thấy được cái lỗi. Nhưng mà mình làm riết để chi, để mình hạn chế những cái đó càng nhiều càng tốt. Chứ còn hãy làm là đến một lúc nào đó nó cũng sẽ có sai thôi. Mình không thể nào hoàn hảo như máy. Đến một lúc nào đó mình cũng sẽ có sai. Nhưng mà mình hạn chế cái đó. Rồi sang ví dụ 22 là cái này cũng chỉ là nhá hèo thôi nha, chứ cũng chưa có đầy đủ phương pháp đâu, cũng chỉ nhá một xíu thôi. Đó là công thức hạ bậc. Hạ bậc nghĩa là chúng ta chỉ đưa từ bậc 2 về bậc 1. Vì chúng ta chỉ học nguyên hàm của sin với của cos bậc 1 thôi. Nên nếu là mà gặp cái tình huống là bậc 2 là chúng ta phải hạ bậc. Vậy chúng ta phải thuộc những công thức hạ bậc sau đây. Hiển nhiên đầu tiên là sin 2x là mình sẽ có công thức này, 2 sin x cos x là hành sin 2x. Sin bình phương. Cái này đưa từ một cái tích về một cái là còn sin bình phương là hạ bậc nè, hạ bậc sẽ là 1 phần 2 1 trừ cho cos 2x. Còn cos bình phương. Đây là công thức biến đổi nha, chứ không phải công thức nguyên hàm. Mình phải phân biệt rạch ròi, đây là công thức để biến đổi. Còn nguyên hàm là gì? Nguyên hàm là cái công thức số 2 ở trên của thầy mới là công thức nguyên hàm. Còn công thức thầy vừa mới ghi để đóng khung đó, đó là công thức biến đổi. Để hạ bậc, để đưa tích về tổng, đại loại vậy á.
bắt đầu biến đổi ha. Hiện bây giờ là chưa dùng nguyên hàm được là vì vẫn còn bình phương. Còn bình phương là không có dùng nguyên hàm. Chúng ta bắt buộc phải biến đổi. Khai triển hay đẳng thức? Cái này bình phương lên là 4 sin bình 2 lần AB 2 nhân cho 2 sin cos. Thầy để vậy để lát nữa dễ nhìn, để dễ nhìn cái này nè, chứ thầy không để thành số 4. Cộng cos bình. Hiện giờ là mới dùng một chuyện duy nhất là khai triển hằng đẳng thức. Chưa có nguyên hàm gì ở đây nha. Nhớ là mới khai triển hằng đẳng thức. Tiếp tục gặp bình phương là vẫn chưa có công thức nguyên hàm. Phải hạ bậc. Là vẫn còn giống nguyên hàm. Hạ bậc ở đây chúng ta là sin bình là thành gì? 1 phần 2 của 1 trừ cos 2x. Thầy làm nhanh được, nhưng mà các em chưa nhanh thì các em cứ làm đơn giản vậy nè. Đó. Khi nào mình quen rồi thì mình sẽ cho 4 nhân 1 phần 2 luôn. Còn chưa quen thì cứ ghi như vậy. Này cũng vậy. Một cái tích là cũng không có nguyên hàm. 2 sin x cos x đưa thành sin 2x. Cái cos bình này đưa về hạ bậc 1 phần 2. Tất cả những cái này lấy nguyên hàm. Bây giờ là thu gọn nha. Tiến trình thu gọn. Thu gọn chứ chưa nguyên hàm. Này chưa cháu không đủ rồi. Cái này thu gọn lại thành 2 nha. Cái này là 2 nè. Không biết làm nhanh có theo được hay không. Thử làm nhanh nha. Và cái công việc của em là em ngồi em suy nghĩ coi vì sao thầy có được những cái chuyện đó. Tập cho em nhẩm. Thấy được chưa? Ở đâu có 5 phần 2 hiểu không? Sau này mình cũng học cách đọc tài liệu rồi á. Lên đại học là mình sẽ càng tự học nhiều hơn nữa. Còn bây giờ nếu mà cấp 3 mà chúng ta đọc được tài liệu mà chúng ta được đọc xong mà hiểu được nó là cái việc học của mình nó rất là chủ động. Hiểu đâu mà xuất hiện được 5 phần 2 rồi xuất hiện được trừ 3 phần 2. Chỗ này là cos chứ không phải sin nha. Ghi là mày nữa nè. Nó chỉ là cộng trừ nhân chia thôi. Hai cộng một phần hai là năm phần hai. Hai sin x ghi lại. Rồi đến lượt thu gọn cái cos hai x nè. Chỗ này sẽ là cái gì? Nếu mà em không quen thì mấy máy tính bấm. Chuột dạo này nó cứ đen đen nha. 4 nhân 1 phần 2. Là trừ 2 nè. Trừ 2 cos 2x là cộng cho 1 phần 2. Đó, thì nó ra âm 3 phần 2. Nhiều đây thôi mà có thể đánh gục được rất rất nhiều học sinh. Nguyên hàm của 5 phần 2 là 5 phần 2x. Đến bây giờ mới dùng nguyên hàm. Đến bây giờ sau khi tách hằng đẳng thức, sau khi hạ bậc xong xuôi hết rồi mới nguyên hàm.
Nguyên hàm của sin là trừ cos. Nguyên hàm của sin là trừ cos. Có hệ số A nên là có chia 2. Chia 2 này là thêm số 2 đằng trước nên nó mất số 2. Tiếp tục, nguyên hàm của cos là sin nên cái dấu trừ này vẫn còn lại. Không đủ chỗ nguyên cái mép mép qua. Đây ghi cho nó nha. Đó. Tại sao đang là trừ 3 phần 2 lại thành trừ 3 phần 4 là mình cũng đi suy nghĩ cái đó thôi. Nó đang phải suy nghĩ cho được tại sao đang trừ 3 phần 2 mà qua đây là thành trừ 3 phần 4. Là do chúng ta đã chia cho hệ số A này nè. 3 phần 2 mà chia 2 nữa là 3 phần 4. Rồi có cái đó thì bắt đầu so sánh được đâu là A. Đây. Vậy là từ đây mình sẽ so sánh được là hệ số A. A là trừ 3 phần 4. BX. BX. B là 5 phần 2. Rồi đó, bình phương hai cái đó cộng lại ra nhiêu á. Mày không nhẩm nổi đâu. Có thể là cùng B 100 cộng 9 đáp nhận không phải B mà là D. 9 phần 16 ở đây là mình sẽ lấy cái này bấm thôi nhé, nhấm nhấm thấy những câu như thế này về nguyên tắc là không khó. Về nguyên tắc là không khó vì có phương pháp. Còn cái thứ mà nó khó là cái thứ mà nhìn vào không biết phương pháp gì trơn, không biết đi từ đâu, không biết sử dụng công thức nào, thì cái đó mới gọi là khó. Còn đây là cái có phương pháp. Và vấn đề của học sinh là có nhớ nổi công thức hay không thôi. Bạn nào nhớ nổi thì điểm sẽ cao, điểm sẽ lên, cơ hội đại học nó sẽ nhiều. Còn bạn nào mà không nhớ nổi thì sao? Cơ hội thấp hơn người ta. Dấu bằng thứ 2 xuống thứ 3. Đây, đây, đây. Dấu bằng màu xanh này phải không thương? Dấu bằng đó không thương? Chỗ 4 nhân 1 phần 2. Thôi để làm lại luôn, tại vì nó chỗ nó ít quá nên để làm lại luôn nha. Cắt cái câu này đi. Bây giờ em khi mà em gặp một cái bài gì đó mà tính toán nhiều là em sẽ bắt đầu trục trặc chứ không có gì đâu, chứ bản chất nó không có khó, chỉ có tính nhiều. Để B nó xuống đây. Làm lại một lần nữa nè.
Bây giờ các bước sẽ rõ lại hơn nữa nè. Đầu tiên là tách hàng đẳng thức. Đó, A bình phương cộng cho 2 lần AB cộng B bình phương. Tiếp theo là hạ bậc. Sin bình phương hạ bậc là 1 phần 2, 1 trừ cho cos 2x. 2 sin x cos x. Đó, 2 sin x cos x thì là thành là sin 2x. Số 2 này ghi lại nha. Rồi, cos bình phương này hạ bậc là 1 phần 2 cộng sin thì hạ bậc là trừ và cos thì hạ bậc là cộng. Tất cả nguyên đóng này. Rồi bắt đầu nhân phân phối nè. Cái này thành 2 nhé, cái này thành 2. 4 nhân 1 phần 2 là 2, 2 nhân vào. Đây là 2 nha, 2 nhân vào. Một phần hai nhân vào. Rồi thu gọn. Số trước nè. Số trước. Hai với một phần hai cộng lại. Không quen nhẩm thì bấm máy tính. Đó, không quen thì cứ lấy máy ra bấm. Hai cộng một phần hai. Rồi sin 2x thì ghi lại. Còn cos 2x thì bắt buộc phải thu gọn này rồi. Trừ 2 cộng 1 phần 2. Đó là trừ 3 phần 2. Vậy mình sẽ có là trừ 3 phần 2 cos 2x. Rồi tới đây mới dùng nguyên hàm. Dùng nguyên hàm thì phải học lại công thức nguyên hàm. Học bằng cách ghi lại thôi. Nguyên hàm của sin. Nguyên hàm của sin là trừ 1 phần A cos nha. Nguyên không đủ cho những khó chịu quá. Sao? Công thức nha. Công thức ghi lại là nguyên hàm của sin AX cộng B. Còn nguyên hàm của cos. Phải áp dụng, đến bây giờ mới áp dụng nguyên hàm. Nãy giờ là toàn bộ là biến đổi thôi. Biến đổi là gì? Hạ bậc, rồi hàng đẳng thức, rồi thu gọn thôi. 5 phần 2 nguyên hàm là 5 phần 2x. Cos nè, xin lỗi sin nè. Sin thì nguyên hàm là dùng công thức này. Dính dấu trừ. Dính dấu trừ nên nó sẽ thành đây dấu trừ. Đó, dấu trừ nha. Số 2 này đem xuống. Số 2 chỗ này là 1 phần 2. Ba phần hai này đem xuống, ba phần hai này đem xuống. Số hai đây là thêm một phần hai nữa. Nguyên hàm của cos là sin.
Rồi thu gọn thôi. 2 với 1 phần 2 là mất nè. 3 phần 2 với 1 phần 2 là 3 phần 4 nè. Rồi so sánh lại đề bài đã cho lại gì á, a sin trừ 2 gì đó. Tới đây là tìm được a với b rồi. Tự em so sánh được a với b là gì. Nó vậy thầy vẫn nói rồi, vấn đề của tụi em là gì, là chỗ biến đổi thôi. Mà vấn đề này nó phát sinh là từ lớp 10 khi mà mình học về công thức, những cái công thức của lớp 10 về lượng giác chúng ta học. Lúc đó tuổi trẻ thì nó còn nhiều cái vấn đề mà chưa có cố gắng lắm. Thật sự là em thấy là Bộ Giáo dục và Đào tạo, người ta khi người ta sắp xếp chương trình á, là người ta cho cái 12 là cái thừa hưởng của rất rất nhiều thứ từ cấp 2, cấp 3. Nên là nếu mà cấp 2 với cấp 3, cấp 2 là học về hành năng thức nè, quy đồng nè, khai triển này kia, chia nợ delta này kia đó. Nếu mà cấp 2 mình học tốt thì mình lên cấp 3 đỡ khổ. Nói chung là lượng giác này thì mình phải chịu khó học công thức khá là nhiều quá. Rồi đến cái kiểu bài mà hôm trước mình cũng có làm sơ sơ, có làm xương xương là phép chia. Nãy giờ chúng ta làm gì nhân có rồi nè, nhiều lắm rồi đó, chứ không phải ít đâu nha. Nội dung kiến thức là khá là nhiều rồi đó. Nhất là cái lượng giác á, cái lượng giác nó mới cái xương xương thôi. Rồi chúng ta sang ví dụ 23. Không biết bạn nào còn nhớ cách làm.
Đúng rồi, tắt tắt tắt. Để như thế này nè, là mình không có làm được, nó làm phép chia là mình phải tách ra. Tách ra là 1 chia x cộng 2x bình chia x. 1 chia x thì giữ nguyên, còn 2x bình chia x thì là 2x. Mà nguyên hàm là lấp đi bè. Rồi sau đó mình sẽ tìm gì? Bước 1 là nguyên hàm xong, bước 2 là đi tìm con số C. F của trừ 1 bằng 3, thế x bằng trừ 1. Đó là lý do vì sao nó có cái trị tuyệt đối á, có cái trị tuyệt đối để cho cái log Neper nó có nghĩa. À, chỗ nào là x mình sẽ thay bằng trừ 1. Log Neper của 1 là hành 0, trừ 1 bình là hành 1, vậy C bằng 2. C bằng 2, C bằng 2 đây. Còn 24 có một lúc thầy có nói rồi đó. Nói rồi nhưng mà chắc là không có nhớ kỹ nên lại nó nói lại nữa. Quên nữa, 23 được chưa nhỉ? Nguyên hàm thì mình sẽ tốn thời gian khá là nhiều, nhưng mà nếu mà nguyên hàm chúng ta vững rồi, chúng ta sang tích phân nó đỡ, tích phân thêm bước nữa nè. Câu 24 khi gặp phép chia này thì chúng ta sắp phép chia ra và dùng cái gọi là thương cộng dư chia mẫu. Thương cộng dư chia mẫu. Sắp phép chia ra. Sắp phép chia này nó sẽ là tổng quát. Còn bạn nào dùng chia Hotner thì nó chỉ dùng được cho bậc 1 thôi. Chứ dùng cho những bậc khác thì nó dùng không Nhân ngược trở lên nha. 2x bình chia x được 2x nhân ngược lại. Nhân ngược lại mình sẽ có 2x bình. Này là trừ 6x. Đặt dấu trừ vào. Trừ 7 mà cộng 6. Nhìn kỹ nha. Trừ 7 cộng 6. Sau đó trừ x chia x thì còn trừ 1. Trừ x chia x là trừ 1 nhân lên. Đặt dấu trừ. 5 trừ 3 là 2. Thì 2 là dư nè. Cái này là dư nè. Nên cái nguyên hàm thường người ta ký hiệu là chữ y. Thương đây, thương bên với phải, thương cộng cho dư, dư là 2 chia cho mẫu. Thương cộng dư chia mẫu. Nguyên hàm của x là x bình chia 2. Nguyên hàm của 1 là x. Đây là log Neper nè. Vậy là chúng ta sẽ có đáp án. Nhắc lại một chút về cái việc chia để mình nhớ.
Còn buổi sau chúng ta sẽ sang cái kiểu mà nó có bậc hai. Thật sự cái đây đây là gần như là nội dung của cái buổi đầu tiên mà chúng ta học về nguyên hàm ha. Chỉ có thêm cái nguyên hàm của lượng giác của mẫu một xíu thôi. Chúng ta sẽ học bài này chúng ta sẽ thấy khá là ngợp, khá là ngợp là vì nhiều cái mới quá, nhiều cái phải ôm lại quá, là vì một đống cái lượng giác nhưng là một mớ cái công thức nguyên hàm mới rồi thì tôi nói ngợp, nhưng mà cứ kiên trì thôi, kiên trì và học công thức, học biến đổi, cái gì cũng phải bỏ thời gian ra để luyện hết trơn, mà luyện thì lại càng phải kiên trì, có khó mới học chứ mà dễ quá thì ai cũng đạt được hết trơn, ai cũng đạt được hết thì cuối cùng làm sao mà phân loại được, làm sao mà phân biệt được học sinh đậu trường này học sinh đậu trường kia, nên là mình cứ ráng cố gắng. Nắm tới đây thôi ha.